di chúc của Philip Seymour Hoffman đã để, để lại phần lớn tài sản cho bạn gái. Theo một bản di chúc được nộp lên tòa án New York vào hôm thứ Tư vừa qua cho biết, nam diễn viên quá cố Philip Seymour Hoffman đã để, để lại gần như toàn bộ tài sản của mình cho bạn gái, cô Marine O'Donnell. O'Donnell, nay còn gọi là Mimi, là mẹ của ba đứa con chung với Hoffman, gồm Cooper, Tallulah và Willoughby, Bên cạnh quyền thừa kế gần như toàn bộ tài sản của Hoffman, ở Donald còn được trao quyền quản lý đối với khối tài sản này. Hiện nay vẫn chưa rõ khối tài sản mà Hoffman sở hữu có giá trị là bao nhiêu. Trong tờ di chúc được viết vào tháng 10 năm 2004, nam diễn viên quá cố đã thành lập một quỹ tài sản dành riêng cho Cooper, yêu cầu nuôi dạy cậu con trai này tại một trong ba thành phố là New York, Chicago hoặc San Francisco. Nếu yêu cầu nói trên là bất khả thi, Hoffman sẽ buộc con trai phải ghé thăm vào các thành phố này ít nhất là hai lần một năm theo như những gì mà Hoffman giải thích trong tờ di chú yêu cầu nói trên đã được đưa ra để Cooper có thể tiếp xúc với văn hóa nghệ thuật và kiến trúc tại ba thành phố nói trên mặc dù thi thể của Philip Sommer Hoffman đã được tìm thấy tại một căn hộ ở Greenwich Village với ống tim vẫn còn nằm trên tay tuy nhiên nguyên nhân gây ra cái chết của nam diễn viên này hiện vẫn chưa được công bố bởi các nhà chức trách